thưa quý vị và các bạn, Ninh Bình, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Trong đó phải kể đến quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Việc bảo tồn và khai thác giá trị của các di sản trên địa bàn tỉnh sao cho hiệu quả, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh. Sự kiện Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022 được tổ chức từ 17 đến 19 tháng 11 là dịp để giới thiệu và quảng bá các di sản của Ninh Bình đối với bạn bè trong nước và quốc tế, tăng cường hợp tác trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và lịch sử đã tạo cho mảnh đất Ninh Bình rất giàu truyền thống lịch sử văn hóa với trên 1.800 di tích lịch sử văn hóa. Trong đó có khoảng 1.000 di tích hỗn hợp giữa thắng cảnh, khảo cổ, lịch sử và kiến trúc. Do đó, festival là dịp để khẳng định các giá trị về lịch sử văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của mảnh đất và con người Ninh Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Ninh Bình nằm ở cực nam của đồng bằng Bắc Bộ. Nằm cực nam, đỉnh của nó là Việt Trì, một đỉnh nữa là ở Quảng Ninh và một đỉnh nữa là chúng ta ở Ninh Bình. Thì chúng ta nằm ở đỉnh của tam giác, ở một cái góc của một tam giác của cái văn minh đồng bằng Bắc Bộ này. Và chúng ta chịu ảnh hưởng của văn minh sông Hồng, văn minh sông Mã và văn minh Hòa Bình, nằm ở bản lề ngã ba của lịch sử này, nên chúng ta tiếp thu, giao thoa, tiếp nối và chính chúng ta lại làm lan tỏa cái văn hóa lên. Nên cái màu sắc văn hóa của Ninh Bình, lịch sử của Ninh Bình rất đặc biệt. Nó mang yếu tố đặc trưng bản địa, nhưng nó cũng mang tính thu hút, gạn đục khơi trong, tiếp thu những tinh túy văn hóa của cả ba cái nền văn hiến sông Hồng, sông Mã và văn hóa Hòa Bình để tạo lên một cái văn hóa rất Ninh Bình mà không thể trộn lẫn. Vẫn còn nhiều việc để thế hệ ngày nay và mai sau cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và làm rõ hơn cho giá trị lịch sử của mảnh đất Ninh Bình. Tuy vậy, với những thế núi sáng sông, di tích lịch sử văn hóa như những nhân chứng sống, chứng minh cho Ninh Bình là một vùng đất di sản của đất nước, niềm tự hào của người Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung. Đã phát hiện được những cái dấu tích nền móng cung điện của thời Đinh và thời Tiền Lê, nó chồng lớp một cách rõ ràng. Hai là những cái vị trí chúng tôi khai quật ấy, đã phát hiện được những cái công trình kiến trúc có quy mô to lớn và nó khẳng định lại những cái ghi chép ở trong chính sử rằng là khu cung điện của vua Đinh vua Lê ở cố đô Hoa Lư được xây dựng quy mô hoành tráng kỳ vĩ. Và thứ ba là chúng tôi đã khai quật ở cái vị trí trung tâm cố đô Hoa Lư, vì vậy chúng tôi xác định được những cái khu vực nền kiến trúc cao giáo, thoáng đãng và có thể đấy chính là những cái cung điện chính của thời Đinh và thời Tiền Lê, như cung điện Bách Bảo Thiên Tuế hoặc là cung Càn Nguyên ở thời Tiền Lê. Buổi tập luyện tích cờ lau tập trận tái hiện thời niên thiếu của Đinh Bộ Lĩnh do các em học sinh trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Tiên Tôn, huyện Hoa Lư thực hiện. Để các em học sinh vừa đảm bảo học văn hóa, vừa có thời gian tập luyện đảm bảo yêu cầu đề ra, ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng và sắp xếp thời gian tập luyện một cách phù hợp. Ban giám hiệu nhà trường tôi cũng đã chỉ đạo cho các đồng chí giáo viên lựa chọn học sinh, sau đó là bố trí thời gian cho các em tập luyện sau các buổi học buổi chiều của nhà trường để các em tham gia tập luyện. Rất là phấn khởi, hồ hởi và rất là vui, tự hào vì đơn vị nhà trường đã được lựa chọn đại diện cho khối huyện Hoa Lư để tham gia cái festival. Trên 50 em học sinh được lựa chọn từ các khối lớp khác nhau của nhà trường đã tích cực tham gia tập luyện trong nhiều ngày qua. Các em đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được lựa chọn tham gia trình diễn. Việc tập luyện tích cờ lau tập trận
cũng là biện pháp tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho các em học sinh. Cháu rất là vinh dự khi được tham gia vào màn trình diễn này, bởi vì là cháu có thể được biết hiểu biết thêm về lịch sử của cha ông, và cháu sẽ cố gắng là tích cực tham gia hoạt động để đạt được thành công trong màn trình diễn này. Cháu thấy thì ở màn kéo tập trận này về những cái động tác thì nó không khó. Tuy nhiên thì về thời gian và sự đồng đều giữa các bạn luyện tập thì lại là một vấn đề cản trở lớn. Vì các bạn không có thời gian tập là không như nhau và rất khó để tìm được thời gian mà tất cả các bạn đều có thời gian rảnh để tập. Nhưng mà tất cả mọi người trong đây thì đều cố gắng để có một màn trình diễn tuyệt vời nhất ạ. Tích Cờ Lau Tập Trận là tiết mục của huyện Hoa Lư được lựa chọn tham gia trình diễn tại festival năm nay. Ngành văn hóa huyện Hoa Lư đã đầu tư thời gian sưu tầm, tham khảo các tài liệu lịch sử nói về nội dung này để màn trình diễn thực sự hấp dẫn, ấn tượng. Thì Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Hoa Lư đã nghiên cứu từ những cái tiết xưa của trò chơi dân gian này, và 2 năm gần đây tại lễ hội Hoa Lư thì chúng tôi đã tổ chức thi, và cũng như là tổ chức thi cho các trường trong toàn huyện, các trường cấp 2 của toàn huyện, và đã đúc rút được những cái kinh nghiệm từ những cái lần mà tổ chức thi như thế. Thì chúng tôi đã đưa ra những động tác để cho là hướng dẫn trực tiếp tới tất cả các trường làm sao mà tái hiện được của cái tích và lao tập trận, và giúp cho các cháu là hiểu được một cái tích truyền thống, một cái màn gọi là trò chơi truyền thống của địa phương. Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022 với chủ đề Hoa Lư vang mãi ngàn năm đã là một sự khẳng định cho bề dày về di sản văn hóa có lịch sử hàng ngàn năm trên mảnh đất Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên festival được tỉnh tổ chức tại Ninh Bình với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố, có di sản văn hóa trong cả nước và khách quốc tế, nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh di sản văn hóa con người Ninh Bình đến với bạn bè trong và ngoài nước. Chính vì vậy, ngành văn hóa, đơn vị chủ trì có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện festival. Chúng tôi nghĩ là tổ chức thành công cái festival lần đầu tiên này thì nó sẽ tạo nên một cái nền tảng, một cái cơ sở hết sức là quan trọng để tổ chức những cái lần tiếp theo. Thế và cho đến cái thời điểm hiện nay ấy, thì công tác tổ chức festival thì cũng đã cơ bản về cái công tác chuẩn bị cái lực lượng để tham gia cái chương trình khai mạc festival tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, rồi là cái chương trình lễ hội đường phố với sự tham gia của khoảng 15 cái tỉnh thành phố và các cái huyện thành phố của Ninh Bình, và đặc biệt là tham gia festival khai mạc festival và lễ hội đường phố thì có cái sự tham gia góp mặt của hơn 60 hoa hậu du lịch của các cái nước trên thế giới. Festival không chỉ giới thiệu quảng bá về di sản văn hóa, mà đây còn là cơ hội để phát huy giá trị di sản trong thu hút khách du lịch. Từ sự kiện festival, ngành du lịch đã và đang đẩy mạnh thực hiện liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là các địa phương có di sản. Với sự chuẩn bị tích cực và chủ động của các ngành và địa phương có liên quan là tiền đề quan trọng cho thành công của Festival Tràng An kết nối di sản, tạo điểm nhấn cụ thể trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh ở trong nước và quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hoa Lư vọng mãi ngàn năm của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.